Ngày 31 tháng 10, Hội Kiến trúc sư tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các thành viên của Hội Kiến trúc sư tỉnh đã trực tiếp tham gia công tác thẩm định, tư vấn thiết kế các đồ án quy hoạch, các công trình xây dựng có chất lượng, trong đó nhiều công trình đã áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, vật liệu mới đảm bảo mỹ thuật cảnh quan và chất lượng như quy hoạch khu đa chức năng Quỳnh Lâm, khu trung tâm thương mại du lịch dịch vụ quần thể hang động núi Đầu Rồng, huyện Cao Phong, công trình cải tạo nhà ăn, nhà khách, hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội còn thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến vào các đồ án quy hoạch, các công trình kiến trúc quan trọng của tỉnh như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2035, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035. Tham gia tổ chức thi tuyển chọn thiết kế các công trình kiến trúc quan trọng của tỉnh. Ngoài ra, hội còn tham gia nhiều hoạt động do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, một số hội viên công tác ở lĩnh vực quản lý nhà nước tham mưu cho lãnh đạo Sở Xây dựng làm tốt nhiệm vụ thẩm định, quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng và phát triển hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã kết nạp được 9 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 36 người. Trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, Hội Kiến trúc sư tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc thẩm định, tư vấn thiết kế các đồ án quy hoạch, các công trình xây dựng, cũng như thực hiện tốt chức năng tư vấn phản biện xã hội, đặc biệt hướng tới phát triển kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng hiện đại văn minh. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh với 5 đồng chí. Ông Bùi Quang Hiếu được bầu là Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tặng bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân vì những đóng góp trong hoạt động kiến trúc và xây dựng hội nhiệm kỳ 2015-2020.